Chào mọi người, hôm nay mình sẽ nói tiếp về tuổi nữ sinh năm 1985 Ất Sửu. Mệnh là Hạ Trung Kim, mệnh Kim. Phi cung bát sảnh của nam sinh là Cửu Ly, đối với nữ của nam giới sẽ là cung Lục Càn. Mình hướng dẫn về các tuổi của vợ chồng này là theo phi cung bát sảnh và theo cả phi cung bát tự nữ tài, bao gồm cả thiên can phá và thiên can hợp, ngũ hành của nam sinh này. Địa chi của nam sinh nhỉ? Địa chi mình chỉ tính theo tam hợp tuổi và tứ hành xung chứ không tính theo lục hại và huỳnh nhau nhé. Mình chỉ tính theo tam hợp tuổi và tứ hành xung, không tính lục hợp mà lục hại cả nhé. Bây giờ tuổi nữ sinh năm 1985 Ất Sửu, kết hôn với nam sinh năm 1986 Bính Dần. Và thiên can Bính với Ất không xung không phá này. Ngũ hành của nam sinh này, hỏa khắc kim này, chồng khắc vợ này. Địa chi của nam sinh này, Dần với Sửu không xung không phá này. Phi cung bát chẳng của nam sinh là cung Du Hồn này. Phi cung bát tự nữ tài của nam sinh là cung Du Hồn tiếp này. Hai tuổi này đại hung xấu này. Nữ sinh năm 1985 Ất Sửu, kết hôn với nam sinh năm 1986 Bính Dần xấu. Nữ sinh năm 1985 Ất Sửu, kết hôn với nam sinh năm 1987 Đinh Mão này. Và thiên can này, Đinh với Ất không xung không phá này. Ngũ hành của nam sinh này, hỏa khắc kim này, chồng khắc vợ này. Địa chi của nam sinh này, Mão với Sửu không xung không phá này. Phi cung bát chẳng của nam sinh là cung Thiên Y này. Phi cung bát tự nữ tài của nam sinh là cung Tuyệt Thể này. Hai tuổi này thượng kết tốt này. Nữ sinh năm 1985 Ất Sửu, kết hôn với nam sinh năm 1987 Đinh Mão tốt. Nữ sinh năm 1985 Ất Sửu, kết hôn với nam sinh năm 1988 Mậu Thìn và thiên can này, Mậu với Ất không xung không phá này. Ngũ hành của nam sinh này, kim khắc mộc này, vợ khắc chồng này. Địa chi của nam sinh này, Thiền Tuất Sửu Mùi tứ hành xung này, địa chi xung này. Phi cung bát chạch của nam sinh là cung Sinh Khí này. Phi cung bát tự nữ tài của nam sinh là cung Phụng Vị này. Hai tuổi này thượng kết tốt này. Nữ sinh năm 1985 Ất Sửu, kết hôn với nam sinh năm 1988 Mậu Thìn tốt, thượng kết nhá. Nữ sinh năm 1985 Ất Sửu, kết hôn với nam sinh năm 1989 Kỷ Tỵ này. Và thiên can Kỷ với Ất phá nhau này. Ngũ hành của nam sinh này, kim khắc mộc này, vợ khắc chồng này. Địa chi của nam sinh này, Tỵ Dậu Sửu được tam hợp địa chi tuổi này. Phi cung bát chẳng của nam sinh là cung Du Hồn này. Phi cung bát tự nữ tài của nam sinh là cung Ngũ Quỷ này. Hai tuổi này đại hung xấu này. Nữ sinh năm 1985 Ất Sửu, kết hôn với nam sinh năm 1989 Kỷ Tỵ xấu. Nữ sinh năm 1985 Ất Sửu, kết hôn với nữ nam sinh năm 1990 Canh Ngọ này. Và thiên can này, canh với Ất được thế nhị hợp này. Ngũ hành của nam sinh này, thổ sinh kim này, chồng sinh bà này. Địa chi của nam sinh này, Ngọ với Sửu không xung không phá này. Phi cung bát chạch của nam sinh là cung Phúc Đức này. Phi cung bát tự nữ tài của nam sinh là cung Thiên Y này. Hai tuổi này thượng kết tốt này. Nữ sinh năm 1985 Ất Sửu, kết hôn với nam sinh năm 1990 Canh Ngọ tốt. Nữ sinh năm 1985 Ất Sửu, kết hôn với nam sinh năm 1991 Tân Dậu này. Và thiên can này, Tân với Ất phá nhau này. Ngũ hành của nam sinh này, thổ sinh kim này, chồng sinh vợ này. Địa chi của nam sinh này, Thiền Tuất Sửu Mùi tứ hành xung này, Sửu với Mùi xung nhau nhé. Và địa chi đấy, ngũ hành của nam sinh là cung là mình nói rồi. Phi cung bát chẳng của nam sinh là cung Phụng Vị này. Phi cung bát tự nữ tài của nam sinh là cung Tuyệt Mệnh này. Hai tuổi này đại hung nhé. Nữ sinh năm 1985 Ất Sửu, kết hôn với nam sinh năm 1991 Tân Mùi xấu.
Lữ sinh năm 1985 Ất Sửu, thứ hầu Men Lam sinh năm 1992 Nhâm Thân và Thiên Can, Nhâm với Ất không xung không phá. Ngũ hành của nam sinh Kim với Kim bình hòa. Địa chi của nam sinh Thân với Sửu không xung không phá. Phi cung bát trạch của nam sinh là cung Tuyệt Thể. Phi cung bát tự lỡ tài của nam sinh là cung Du Hồn. Hai tuổi này đại hung xấu nhất. Lữ sinh năm 1985 Ất Sửu, cái hồ Men Lam sinh năm 1992 Nhâm Thân xấu. Lữ sinh năm 1985 Ất Sửu, cái hồ Men Lam sinh năm 1993 Quý Dậu và Thiên Can, Quý với Ất không xung không phá này. Ngũ hành của nam sinh này, Kim với Kim bình hòa này. Địa chi của nam sinh này, Tị Dậu Sửu được tam hợp địa chi tuổi đây. Phi cung bát trạch của nam sinh là cung Ngũ Quỷ đây. Phi cung bát tự lữ tài của nam sinh là cung Phúc Đức này. Hai tuổi này đại hung xấu này. Lữ sinh năm 1985 Ất Sửu, cái hồ Men Lam sinh năm 1993 Quý Dậu xấu. Lữ sinh năm 1985 Ất Sửu, cái hồ Men Lam sinh năm 1994 Giáp Tuất này và Thiên Can này. Giáp với Ất không xung không phá này. Ngũ hành của nam sinh này, hỏa khắc kim này, chồng khắc vợ này. Địa chi của nam sinh này, Thiên Tuất Sửu Mùi tứ hành xung này, địa chi xung này. Phi cung bát trạch của nam sinh là cung Tuyệt Mệnh này. Phi cung bát tự lữ tài của nam sinh là cung Sinh Khí này. Hai tuổi này đại hung xấu này. Lữ sinh năm 1985 Ất Sửu, cái hồ Men Lam sinh năm 1994 Giáp Tuất xấu. Lữ sinh năm 1985 Ất Sửu, cái hồ Men Lam sinh năm 1995 Ất Hợi này. Và Thiên Can này. Ất với Ất không xung không phá này. Là thế bình hòa nhé. Ngũ hành của nam sinh này, hỏa khắc kim này, chồng khắc vợ này. Địa chi của nam sinh này, hợi với Sửu không xung không phá này. Phi cung bát trạch của nam sinh là cung Du Hồn. Phi cung bát tự lữ tài của nam sinh là cung Du Hồn tiếp này. Hai tuổi này xấu kém nhá. Lữ sinh năm 1985 Ất Sửu, cái hồ Men Lam sinh năm 1995 Ất Hợi xấu. Vừa đây mình đã nói về 10 tuổi từ 1986 đến 1995. Kết hợp với tuổi, kết hợp với nữ sinh năm 1985 Ất Hợi. Cái này các bạn xem nghe đã xem và tham khảo thêm tuổi của vợ chồng và người yêu nhau nhé. Mình hướng dẫn cái này là khá là chi tiết, đủ về ngũ hành, thiên can, địa chi, phi cung bát trạch và phi cung bát tự của nam sinh, của nam nữ kết hôn với nhau, tốt xấu có cả. Chào các bạn nhé.